Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục điểm báo online của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 22 và 23 tháng 7 vừa qua, tại Hà Giang đã vinh dự được đón đoàn công tác do đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và đoàn công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Hà Giang. Trên các phương tiện thông tấn báo chí trung ương và địa phương đã cập nhật và đưa tin khá rõ nét về nội dung làm việc của các đoàn công tác. trang thông tin điện tử Hà Giang TV.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang đưa tin, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang. Theo đó, qua nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ an ninh quốc phòng, xây dựng Hà Giang trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị tỉnh Hà Giang tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, khai thác tốt tiềm năng lợi thế trong phát triển kinh tế địa phương, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống cho bà con nhân dân, đồng thời thiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Báo Hà Giang đưa tin về nội dung chuyến thăm và làm việc tại các huyện vùng cao của đoàn công tác do đồng chí Lê Hồng Anh, ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng làm trường đoàn. Báo điện tử Chính phủ đã đưa tin khá rõ nét về chuyến thăm và làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Hà Giang. Theo đó, chia sẻ với địa phương về những hạn chế khó khăn, Phó Thủ tướng cho rằng, để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ mà tỉnh đặt ra cho năm 2015 và các năm tiếp theo, Hà Giang cần tìm cách phát huy hơn nữa lợi thế để phát triển kinh tế theo hướng nhanh và bền vững, huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển cơ sở hạ à tầng, cải thiện môi trường đầu tư, mặt khác, quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, thực hiện xây dựng nông thôn mới theo hướng kiên trì, lâu dài, tăng cường công tác quốc phòng, an ninh và quan hệ đối ngoại đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng tỉnh thực sự là khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng an ninh, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, có phần bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc. Trên các báo ra ngày hôm nay tiếp tục đưa đến những tin tức đáng chú ý khác. Hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, báo đại đoàn kết có bài viết nhiều người có công đã được hưởng chính sách Bài viết nêu, từ ngày 27 tháng 10 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị 23 về tổng ra soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Sau hơn một năm thực hiện, cho đến hết năm 2014, báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho thấy tổng số đối tượng được ra soát là 2 triệu người. Số đối tượng hưởng đúng, hưởng đủ chính sách đạt tỷ lệ 95,75%. Số đối tượng hưởng chưa đầy đủ chính sách chiếm 4,16% và số đối tượng hưởng sai chính sách chiếm tỷ lệ 0,09%. Từ chiều ngày 22 tháng 7 vừa qua, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2015, đã thu hút được sự quan tâm của không chỉ phụ huynh, học sinh và còn của toàn xã hội về kết quả từ kỳ thi trung đầu tiên. Về vấn đề này, Trang Dân Chí đã có bài phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga. Theo đó năm nay, phổ điểm của hầu hết các môn thi đều nhích lên về phía điểm cao, nghĩa là điểm trung bình nằm trong vùng 5 đến 6 điểm, điểm thấp gần 0 điểm và điểm cao 9 đến 10 điểm cũng ít hơn do đề thi vừa kiểm tra kiến thức cơ bản vừa kiến thức nâng cao. Quy chế tuyển sinh quy định các trường phải dành ít nhất 75% chỉ tiêu để xét tuyển theo các tổ hợp truyền thống. Điều này hạn chế tối đa may rủi cho thí sinh, đồng thời giảm thiểu tình trạng ảo cục bộ so với các năm trước bình luận về nội dung này báo quân đội nhân dân có bài viết đúng hẹn với thí sinh bài viết nêu kỳ thi trung học phổ thông quốc gia là kỳ thi đổi mới nhằm giảm áp lực cho thí sinh và hạn chế lãng phí của cải xã hội khi tổ chức liên tiếp hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi đại học cao đẳng như những năm trước việc đáp ứng nhu cầu thông tin về kết quả của thí sinh bước đầu tuy còn những bất cập phát sinh song phương thức công bố đã đảm bảo không gây nhiễu loạn thông tin và bức xúc trong xã hội liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trên báo Nhân dân đưa tin, 14 thí sinh Việt Nam chuẩn bị dự kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 43 được tổ chức tại Brazil vào ngày mùng 5 đến ngày 17 tháng 8 tới. Đây là lần thứ tư Việt Nam tham gia kỳ thi tay nghề thế giới. Ở 3 lần tham gia trước, Việt Nam chưa giành được huy chương ở các môn thi. Do đó, mục tiêu phấn đấu của đoàn Việt Nam lần này là có huy chương. Để thực hiện mục tiêu trên, Tổng cục dạy nghề đã chủ động đổi mới công tác huấn luyện thí sinh phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp trong và ngoài nước, trên cơ sở đó tạo sự đột phá của đoàn Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Thông tin cuối trong chuyên mục điểm báo online ngày hôm nay là bài viết ngành chăn nuôi trước ngưỡng cửa hội nhập đăng trên báo Đại Đoàn Kết. Bài viết nhận định dù có nhiều lợi thế, cơ cấu dân số, địa hình truyền thống lâu năm, song ngành chăn nuôi của Việt Nam lại đang là ngành đáng lo nhất khi bước sâu vào hội nhập kinh tế thế giới. Theo nhiều chuyên gia, thời điểm AEC và đặc biệt TPP có hiệu lực. Ngành chăn nuôi thực sự đối diện với những áp lực lớn. Những thông tin trên các trang báo đã kết thúc chuyên mục điểm báo online của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.